lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 21 đến câu 27. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: "Xin Thiên Chúa, thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống của mình? Vì có người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm." Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết con đường người sắp trải qua. Thì Phêrô, một người vừa được Chúa Giêsu khen có phúc vì đã tuyên xưng đức tin, đã lên tiếng can ngăn người. Đức Giêsu đã có phản ứng quyết liệt trước tư tưởng sai lạc của Phêrô khi xua đuổi ông như đã từng xua đuổi ma quỷ cám dỗ. Về sau, Phêrô đã dần dần hiểu được thánh ý của Thiên Chúa và đã sẵn sàng chấp nhận đi con đường thánh giá để được cùng chết và cùng sống lại với thầy mình. Trong dịp này, Đức Giêsu cũng cho biết điều kiện để trở thành môn đệ của người là như sau: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Muốn theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, nghĩa là bỏ các trở lực bên ngoài như người thân, nghề nghiệp, nhà cửa, ruột nương, và cả những trở lực bên trong như những thói hư, tội lỗi, lòng ham mê địa vị quyền hành, lòng tham lam của cải bất chính, thói ích kỷ, thích phô trương thành tích để tiếng khen nơi người đời. Đức Thánh Cha Phaolô VI trong buổi triều yết chung vào ngày 11 tháng 3 năm 1970 đã nói rằng: "Đối với chúng ta, những người thời nay, một trong những khía cạnh ít được hiểu biết nhất là, cũng có thể nói ít được ưa thích nhất trong đời sống Công giáo là sự từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình nghĩa là phải loại bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua ý của cha mẹ trong gia đình, của thầy cô ở nhà trường và luật pháp trong xã hội, đặc biệt là gương sáng và lời dạy của Chúa Giêsu do các mục tử trong hội thánh rao giảng." Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào bản thân của chúng con cảm thấy xấu hổ khi thấy mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân và bịt tai nhắm mắt trước những cuộc đời bất hạnh gần bên. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn bỏ mình, nghĩa là bỏ đi cái tôi ích kỷ tự mãn, để được khiêm tốn phục vụ Chúa đang hiện thân nơi những người đau khổ. Xin cho chúng con biết chấp nhận những tai nạn rủi ro gặp phải trong cuộc sống và bước theo chân Chúa lên núi Sọ, để cùng chịu chết
cùng được an táng với Chúa, và ngày thứ ba sẽ được cùng sống lại với Chúa trong vinh quang. Amen.